và rốt cũng như một tí cheese và bánh. Xin mời quý vị. Tiến sĩ cầm bút, cầm cò, cầm microphone có mặt ở đây. Thành thử ra nếu có các thế lực nào ác á, mà nó đủ hôm nay nhiều người nữa, nhưng mà vì có những người không có thích ra mặt, ví dụ như là chị Hằng của Việt Báo là lúc nào cũng đổi lên giá là đổi chiều á. Nếu mà người nào mua 80.000 thì anh Phong sẽ cứ thế này đem về tận nhà cho quý vị. Huế 850. 850. 900. Tôi đếm từ một tới 1 triệu nhá. 900, 901, 950. Ok, 1000. 1001. Đúng cái bút. Thêm một con số nữa cho tôi. Thì trên thêm một con số nữa. 1001. 1001, 1002, tôi xin tin lúc đến rồi, 1003, 1004, ngưng quá, 1001, anh Thân, ai mua rồi, chưa đang chờ, anh Thân, đem mua rồi, tất cả những người đứng đây ai cũng muốn mua, Hòa Bình, Trịnh Trinh, Trịnh Niên, đằng sau kia chú Thân là bốn người đã có rất nhiều tranh của Khánh Trường và chị An Phong. Hai cái chữ ký này thôi mình nhường cho một cái người mới đến một cái căn nhà mới để chị Huế. Rồi chị Huế 1002, 1002 cũng được rồi. 1002 cái lỗ tai giả miếng nhãn nó có cái lợi gì? Tôi nói thật, tôi nghe sao 1-2 đó nhau. Thế thì chị đứng dậy, tôi lấy một thêm thành 3 bây giờ. Rồi. Ngoài sao cái story cái đó là có từ thời cổ điển, là khi mà mình thấy thiên thần bay mà có cánh mình biết cái câu chuyện nó thuộc về thiên giáo, đúng không? Nhưng mà tới cái thế kỷ 20 này á, tranh nó có một cái khác, nó đi theo chiều khác, mình nhìn mình cảm, thì cái này là anh Phong cảm được từ bức tranh thôi. Mình thấy bức tranh nó rõ ràng có hai phần, nam nữ, người đứng người ngồi, nhưng mà nó balance giữa cái ghế á. Có cái ghế một cái lần như vậy, nó đem cái màu tím, màu xám ngoài sau lưng, nó ra tới đằng trước và chính cái màu xám nó chạy từ trên xuống và nó được enhance, không biết xài chữ như thế nào, enhance là nó được nổi bật bằng những cái màu ấm trong này, mà màu ấm này nó không có rợ, nó ấm lắm mà nó rất là giàu, nó giàu từ cái chỗ lợn mà đi tới chỗ đậm,
từ từ nó có những cái mang che nó đi với nó rất là êm dịu. Khi nào mình tỉnh á, mình mới thấy được cái tiếng động của nó. Chứ khi mà mình đang phá thì mình không có thấy được những cái đường động của nó. Cái đẹp nó nằm ở trong đó. Mà trên cái sân trường có cái đặc biệt lắm. Anh vẽ xong không có vẽ lần thứ hai, vì chỉ là một bức thôi mà nó rất là lớn. Hình như khi mà mình nhìn á, tự nhiên mình như là mình nằm trong bức tranh, tại vì cái chỗ khoảng trống rất là lớn để có chỗ cho cái người xem nằm trong đó được, ngồi trong đó luôn. Đó là cái đẹp của cái này. Cảm ơn anh. Mày từng có cái đề nghị vậy được không? Không mua tranh ngay bây giờ, nhưng mà đứng bên cạnh bức tranh chụp hình thì một lần chụp như vậy hay sao? Mà nếu mà có đứng cạnh cũng thánh trường nữa đó, 200 như là 400, còn thêm là ăn không, 100 là 500. Thì biết đi mua chụp không? Anh đấu giá giùm cho chị. Bây giờ không cần đấu giá là giá trị thôi. Trong lúc mà anh đang ngồi nói chuyện không có chịu làm việc á, thì chị đã mua cái bức tranh này 6.000 đồng rồi. Nhưng mà mời chị lên mắc cỡ. Bây giờ anh nói gì? Dạ, tôi nói vài lời là cảm ơn Hòa Bình đã nhường cái tranh. Không, tôi nhớ là cái bài thơ Khánh Trường. Tôi nhớ bài thơ ngày xưa cùng Nguyễn Bá Trạc, tôi nghĩ đúng rồi. Đại trưởng phu không hề xem để cập, nhưng mà tôi đáp câu thứ nhì là chỉ biết vợ thôi, chẳng biết gì. Chứ là... Bây giờ thì xin quý vị... Thank you.